Trong tuần qua, Israel đã thực hiện một số cuộc không kích ở Beirut nhằm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Ngày 26 tháng 9, một cuộc không kích ở miền đông Lebanon đã giết chết 20 người, hầu hết là người di cư Syria, theo các viên chức y tế Lebanon cho biết. Cũng vào ngày 26 tháng 9, Bộ Y tế Lebanon cho biết hai người đã thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi Israel không kích trúng một tòa trung cư ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết cuộc không kích đã giết chết một chỉ huy máy bay không người lái của Hezbollah, Mohammed Hussein Surur. Đơn vị quản lý rủi ro thiên tai của Lebanon cho biết trong một báo cáo hôm 26 tháng 9 rằng 60 người đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel ở Lebanon và 81 người bị thương trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ ngày 23 tháng 9 tại Lebanon lên 696. Báo cáo cho biết hơn 1.540 người đã thiệt mạng tại Lebanon trong cuộc xung đột giữa Ebola và Israel kể từ tháng 10 năm ngoái. Sau vụ nổ ở Beirut, hàng chục quả đốc kết đã được bắn về phía thành phố Safit, miền bắc Israel, sau đó một quả trúng một con phố ở thị trấn gần đó. Quân đội cho biết tổng cộng là có 175 quả đốc kết được bắn từ Lebanon vào ngày 26 tháng 9, hầu hết đều bị chặn lại hoặc là rơi xuống các khu vực trống chảy, một số gây ra cháy rừng. Các cuộc không kích diễn ra sau khi chỉ huy quân đội Israel cho biết hôm 25 tháng 9 rằng đất nước đang chuẩn bị một chiến dịch trên bộ có thể xảy ra ở Lebanon sau khi Hezbollah phóng hàng chục quả tên lửa vào Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết hôm 26 tháng 9 rằng Israel đang dốc toàn lực tấn công Hezbollah và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Tổ chức di cư quốc tế ước tính hôm 26 tháng 9 rằng hơn 200.000 người ở Lebanon đã phải di rời kể từ khi Hezbollah bắt đầu bắn đốc kết vào miền Bắc Israel để ủng hộ Hamas trong cuộc chiến với Israel ở Gaza. Con số đó bao gồm hơn 100.000 người đã phải di rời trước khi căng thẳng leo thang trong tuần này các nước phương Tây đang cân nhắc các cách sơ tán công dân ra khỏi Lebanon một cách an toàn nếu xung đột toàn diện nổ ra, trong đó Cyprus và có thể là Thổ Nhĩ Kỳ được coi là nơi trú ẩn cho hàng chục nghìn người. Cyprus là quốc gia thành viên liên minh châu Âu gần nhất, cách Lebanon khoảng 264 km. Ship đã đi đầu trong các nỗ lực cứu trợ hàng hải cho Gaza và trước đây đã được sử dụng để điều phối các cuộc di tản khỏi Lebanon. Cyprus đã xử lý khoảng 60.000 người chạy trốn khỏi cuộc xung đột hezbollah Israel vào năm 2006. Một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Pháp, Anh và Đức, có hàng nghìn công dân sinh sống hoặc là đi qua Lebanon. Các nước này đã làm việc để chuẩn bị kế hoạch với ship trong những tháng gần đây trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện. Các nhà ngoại giao cho biết các quốc gia khác không có cơ sở hạ tầng quân sự cần thiết trong khu vực cũng sẽ cần được giúp đỡ để sơ tán công dân của họ xung đột hezbollah israel khiến libanon bị ngập trong khủng hoảng các cuộc không kích của israel vào nam libanon đã làm hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn là một quốc gia đang đối mặt với tình trạng kinh tế hỗn loạn liệu libanon có xử lý được cuộc khủng hoảng tị nạn mới hay không theo DW và BBC, tình trạng tắc nghẽn giao thông trầm trọng đã xảy ra khi người dân chạy trốn khỏi miền nam Lebanon để thoát khỏi các cuộc không kích liên tục vào khu vực này. Họ chạy về phía bắc và nhiều người phải ngủ trong công viên hoặc trường học. Nhiều người sơ tán cho hay họ vừa thoát khỏi địa ngục. Một người đàn ông đi cùng con cho hay tình hình rất khó khăn, nhiều đường phố bị chặn và các cuộc không kích xảy ra ngay trước mắt chúng tôi mỗi khi chúng tôi cố gắng di chuyển. Cuối cùng, vào khoảng 18 giờ, một chiếc xe đi tới và đưa chúng tôi tới Sidon vào lúc rạng sáng. Một người phụ nữ khác kể, chúng tôi đang trong cơn khủng hoảng, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính và khủng hoảng y tế. Chúng tôi không có gì, cộng thêm chiến tranh, điều này vượt quá dự đoán của chúng tôi, tôi không ngờ tới. Xung đột, mọi người rời bỏ lang mạc, nhà cửa, không từ ngữ nào có thể giải thích được tình hình hiện nay. Lebanon là một quốc gia nhỏ bé giáp danh với Israel và Syria. Đất nước này có diện tích là 10.000 km vuông và dân số là 5,5 triệu người. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào các khu vực do Hezbollah kiểm soát buộc người dân phải di chuyển đến Sidon, thủ đô Beirut, Tripoli, thành phố lớn thứ hai ở Lebanon, dù những nơi này cũng bị oanh tạc và vượt biên sang Syria. Lebanon vẫn đang phục hồi sau vụ nổ lớn. Vào năm 2020, vụ nổ khiến phần lớn khu vực cảng của Beirut bị san phẳng, góp phần xây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ. Ngoài ra, Israel được cho là đã từ lâu can thiệp vào chính trường Lebanon gây căng thẳng tôn giáo và ủng hộ Hezbollah. Nhóm vũ trang Hezbollah đã bắn nhiều quả tên lửa vào Israel nhằm ủng hộ nhóm Hamas của Palestine sau vụ việc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lebanon cũng đã tiếp nhận khoảng một triệu người tị nạn Syria trong thập kỷ qua. Nhiều người trong số họ hiện đã phải di rời một lần nữa. Hiện tại, Syria cho biết hàng trăm người ở Lebanon đã vượt biên giới vào Syria khi họ chuẩn bị tiếp nhận thêm người. Các nhân viên cứu trợ nói họ chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở quy mô này theo ông Mustafa Hizaji người đứng đầu đơn vị quản lý khủng hoảng Sidon chúng tôi đang thiếu thực phẩm và các bộ dụng cụ vệ sinh các trường học đang gặp vấn đề lớn bắt đầu từ nhà vệ sinh đến việc cố gắng tìm nhiên liệu phát điện ngoại trưởng Libanon hy vọng sẽ gặp các quan chức mỹ trong những ngày tới quan chức này cho biết chỉ có mỹ mới có thể tạo ra sự khác biệt trong tình hình này Quân đội Israel cho biết đã tiến hành những cuộc không kích mới vào các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Lebanon vào tối ngày 26 tháng 9. Trong số 220 mục tiêu bị không kích có các địa điểm cơ sở hạ tầng, bệ phóng mà từ đó các quả đạn được bắn về phía lãnh thổ Israel. Ngoài ra, các tay súng Hezbollah và các cơ sở lưu trữ vũ khí của lực lượng này tại Lebanon cũng bị tấn công. Theo quân đội Israel, mục đích tấn công là nhằm làm suy yếu và phá hủy năng lực và cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc ném bom của Israel vào Lebanon đã buộc 90.000 người phải rơi bỏ nhà cửa ở miền Nam đến những nơi an toàn hơn. Động thái của Israel đưa ra chỉ ít giờ sau khi chính phủ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời 21 ngày ở Lebanon do Mỹ và Pháp đưa ra trước đó, đồng thời khẳng định tiếp tục cuộc chiến chống lại Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, chính sách của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah một cách mạnh mẽ và sẽ không dừng lại cho đến khi nào đạt được mọi mục tiêu. Trước hết và quan trọng nhất là đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Lời khẳng định của Israel khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm kịch Gaza thứ hai tại Lebanon. Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Anh và Australia tại London hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng giờ đây chúng ta phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện, điều này có thể tan phá cả Israel và Lebanon. Israel và Lebanon có thể chọn một con đường khác, bất chấp sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày gần đây giữa hai bên, đó là một giải pháp ngoại giao trong khi đó các bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại Mỹ các nguyên thủ và người đứng đầu các quốc gia cũng kêu gọi dừng các cuộc xung đột ở Trung Đông trong đó có xung đột Israel và lực lượng Hezbollah thủ tướng Anh hôm qua kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah dừng bạo lực lùi khỏi bờ vực chiến tranh theo thủ tướng Anh thế giới mong muốn ngưng bắn ngay lập tức và giải pháp ngoại giao được tiến hành cho cuộc xung đột mới này Thủ tướng Anh nói chúng tôi sẵn sàng hành động với tinh thần tôn trọng và hợp tác bình đẳng. Tôi không khẳng định rằng giải quyết những vấn đề là dễ dàng, nhưng có những điều tích cực thiết thực mà chúng ta có thể cùng nhau làm. Điều này bắt đầu bằng việc giải quyết làn sóng xung đột đang dâng cao và ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực ở Trung Đông. Tôi kêu gọi Israel và Hezbollah hãy dừng bạo lực, hãy lùi lại khỏi bờ vực chiến tranh chúng ta cần thấy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để tạo không gian cho một giải pháp ngoại giao. Và chúng tôi đang hợp tác với tất cả các đối tác vì mục đích đó, bởi vì leo thang hơn nữa sẽ không có lợi cho bất kỳ ai. Nó chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn cho những người vô tội ở mọi phía. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michael khẳng định rằng việc để xung đột tiếp tục gia tăng giữa Israel và Lebanon sẽ là hành động vô trách nhiệm, trong khi Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp phản đối việc Lebanon trở thành một giải Gaza mới, đồng thời kêu gọi Israel ngừng các cuộc không kích và Hezbollah ngừng các hành động trả đũa. Đêm ngày 27 tháng 9, lực lượng Hezbollah xác nhận chỉ huy của nhóm này, ông Muhammad Hussein Sura, đã thiệt mạng nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Hãng tin CNN dẫn thông cáo từ phong trào vũ trang Hezbollah cho biết chỉ huy Muhammad Hussein Sroor đã thiệt mạng khi đang trên đường đến Jerusalem để gặp gỡ những người đang chiến đấu ủng hộ người dân ở giải Gaza. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố nước này đã thực hiện cuộc công kích vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon và tiêu diệt chỉ huy trên không Hezbollah. Còn văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin, ông Netanyahu đã phê chuẩn chiến dịch ám sát chỉ huy Muhammad Hussein Surah ngay khi đang trên máy bay tới New York dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Quân đội Israel cáo buộc ông Surah có liên hệ với hàng loạt chiến dịch của Hezbollah, đặc biệt là trong cuộc chiến mang tên thanh cơm sắt. Trong đó, ông chỉ đạo các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái và thuốc nổ nhằm vào cả binh sĩ và thường dân Israel. Những năm gần đây, ông Suro được cho là người đứng đầu hoạt động chế tạo máy bay không người lái cho Hezbollah. Ông là người đã thiết lập các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, đồng thời thu thập thông tin tình báo cho nhóm này ở khu vực miền nam Lebanon. Căng thẳng leo thang giữa Ebola và Israel những ngày qua có thể trở thành phép thử cho hệ thống phòng không vòng sắt được mệnh danh là bất khả xâm phạm của Israel. Kể từ vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin của Ebola tại Lebanon vào ngày 17 tháng 9, xung đột giữa Hezbollah và Israel liên tục leo thang, thậm chí có nguy cơ mở rộng thành chiến tranh toàn diện. Lần đầu tiên kể từ cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel, Hezbollah hôm 25 tháng 9 tuyên bố đã phóng tên lửa nhắm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel ở khu vực Tel Aviv gần thành phố Tel Aviv, thủ đô của Israel. Theo nhà phân tích quốc phòng và quân sự Fabian Hintz tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại Anh, đây là lần đầu tiên Hezbollah sử dụng tên lửa đạn đạo QADR1 với hệ thống dẫn đường để tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Ông Hintz cho biết, điều này cho thấy cấp độ leo thang mới trong chiến thuật của Hezbollah mà trước đây chưa từng có. Ông Hinch cho biết trước đây Hezbollah từng sử dụng đốc kết tầm ngắn. Ngoài ra, lực lượng này cũng từng triển khai một số đốc kết tầm xa hơn vào năm 2006, nhưng đây là lần đầu tiên nhắm vào Tel Aviv. Tạp chí Breaking Defense vào ngày 25 tháng 9 đánh giá vụ phóng tên lửa nhắm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad chứng tỏ phạm vi mục tiêu không kích của Hezbollah đã được mở rộng nhà nghiên cứu cấp cao jilob saman tại viện trung đông nhận định chúng ta không còn nói về các đợt đốc kết tầm ngắn tại các khu vực ít dân cư ở biên giới phía bắc israel hebola thay vào đó là tên lửa đạn đạo ở sâu bên trong lãnh thổ israel đồng thời cho rằng đây là cách mà hebola nâng cao cường độ của các đợt không kích Đồng quan điểm với ông Saman, phó giám đốc của dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, gọi tắt là CSIS, cho biết QADR-1 mạnh hơn nhiều so với các loại đốc kết nhỏ mà Ebola thường xuyên phóng qua biên giới Israel. Trước các mối đe dọa từ Ebola, giới phân tích quốc tế đặt câu hỏi liệu hệ thống phòng không nhiều lớp đầy tự hào của Israel có thể bảo vệ nước này trước các đợt không kích dày đặc và liên tục từ kho vũ khí đồ sộ của Ebola hay không. Theo các chuyên gia quân sự, việc tên lửa của Hezbollah tiếp cận được các thành phố bên trong Israel hay thậm chí cả thủ đô Tel Aviv một phần đến từ sức mạnh vũ trang đáng gờm của Hezbollah. Không giống như kho vũ khí, chủ yếu là đốc kết tầm ngắn của lực lượng Hồi giáo Hamas ở dài Gaza, Hezbollah sở hữu một kho vũ khí đồ sộ bao gồm các tốc kết nhỏ, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và tên lửa dẫn đường, với tổng cộng là khoảng 120.000 tới 200.000 đốc kết và tên lửa, theo ước tính của CSIS. Trước đó, các nhà phân tích từng cảnh báo hệ thống vòm sắt Iron Dam có nguy cơ bị quá tải trước các đợt tấn công dồn dập của Hezbollah. Quy mô vũ khí và tần suất tấn công của Hezbollah có khả năng trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà Israel phải đối mặt. Phát biểu trên đài France 24 hồi đầu tuần, nhà nghiên cứu Mesrop Kassem Dezian tại Đại học London của Anh lo ngại những đợt không kích như hiện nay của Hezbollah có nguy cơ áp đảo hệ thống vòm sắt, từ đó đe dọa một số mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Israel. Theo kết luận từ một nghiên cứu kéo dài nhiều năm của Viện Nghiên cứu Chống Khủng bố, thuộc Đại học Dixman Israel, Hebola có thể bắn tối đa 3.000 tên lửa một ngày trong 3 tuần liên tiếp. Nhà phân tích Seth Zizon từ Viện Nghiên cứu Washington nhận định đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với hệ thống phòng không của Israel khi phải chống chọi với kho vũ khí khổng lồ từ phía Bắc của Lebanon. Giống như các hệ thống phòng thủ khác, vòng sắt cũng có những giới hạn nhất định. Nói cách khác, hệ thống này chỉ có thể xử lý một số lượng mục tiêu cụ thể được phóng tới cùng lúc, Ông Tom Caraco, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại CSIS, cảnh báo hồi tháng 6, hãy nhìn xem không có đủ vòng sắt trên thế giới để chống lại hơn 100.000 rocket và tên lửa mà Hezbollah có thể đang sở hữu. Trước đó, cũng vào tháng 6, Hezbollah đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái của lực lượng này tấn công và làm hư hại một khẩu đội vòng sắt tại căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel. Vòng sắt còn được mệnh danh là hệ thống phòng không gần như là bất khả xâm phạm của Israel, được thiết kế nhằm đánh chặn tên lửa và đạn cối, có khả năng đe dọa lãnh thổ của quốc gia do Thái này với tỷ lệ tiêu diệt lên đến hơn 90%. Theo Tổ chức Phòng thủ tên lửa Israel, gọi tắt là IMDO, hệ thống vòng sắt là tầng dưới cùng của mạng lưới phòng thủ tên lửa phức tạp của Israel. Có ít nhất 10 khẩu đội điều hành hệ thống vòm sắt ở Israel. Mỗi khẩu đội được trang bị radar phát hiện tên lửa, sau đó sử dụng hệ thống chỉ huy và kiểm soát để nhanh chóng tính toán xem một vật thể đang bay tới có gây ra mối đe dọa hoặc có khả năng rơi trúng khu vực dân cư hay không. Nếu có nguy hiểm cho mặt đất, hệ thống vòm sắt ngay lập tức bắn tên lửa từ phía dưới để tiêu diệt mối đe dọa từ trên không. Trong những ngày gần đây, Hezbollah đã thúc giục Iran tiến hành một cuộc tấn công chống Israel khi giao tranh giữa nhóm vũ trang ở Lebanon này và quân đội Israel leo thang mạnh, song cho tới giờ Iran vẫn kiềm chế. Hai quan chức Israel và một nhà ngoại giao phương Tây nói với hãng tin ASEAN của Mỹ như vậy. Họ cho biết thêm Iran đã khước từ đề nghị của Hezbollah với lý do hiện chưa phải thời điểm thích hợp vì Tổng thống Iran Masao Pazekian đang ở New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo ba quan chức trên, nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel thì khu vực sẽ mất ổn định hơn nữa và thậm chí có thể kéo Mỹ vào cuộc. Trong cuộc họp báo ngắn với các phóng viên hôm 23 tháng 9, Tổng thống Iran Pezeskian cho hay Israel là bên muốn mở rộng xung đột ở khu vực và nhấn mạnh Iran không muốn rơi vào cái bẫy này. Trước đó, một quan chức cấp cao Israel tuyên bố nội các an ninh đã chỉ thị cho lực lượng phòng vệ Israel IDF là tránh các động thái có thể tạo cho Iran lý do hoặc cái cớ để tham chiến. Hiện phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc và người phát ngôn của Hezbollah không trả lời yêu cầu bình luận. Israel và Hezbollah đã giao tranh dữ dội trong hai tuần qua. Đây là cuộc xung đột lớn nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến năm 2006 ở Lebanon. Các cuộc tấn công của Israel và hàng nghìn mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon đã giết chết hơn 500 người, trong đó nhiều người là thường dân và khiến hàng nghìn người bị thương. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi Nam Liban. Thứ ba, ngày 24 tháng 9, IDF đã mở một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon, giết chết người đứng đầu lực lượng tên lửa và đốc kết của Hezbollah là Ibrahim Qaisi. Hơn một nửa triệu người ở Israel từ khu vực Haifa đến biên giới với Libanon, đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà Hezbollah phóng đi để chống lại Israel. Hầu hết đã bị chặn lại nhưng vẫn có một số người bị thương. Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Hezi Halevi cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon. CNN dẫn thông cáo báo chí của quân đội Israel cho hay, Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía bắc đất nước vào ngày 25 tháng 9. Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao, chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiên đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra, vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ori Godin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Lebanon. Trích tuyên bố của IDF, việc triển khai quân dự bị sẽ cho phép chúng ta tiếp tục nỗ lực chiến đấu chống Ebola, bảo vệ các công dân Israel và tạo điều kiện để người dân ở miền Bắc đất nước trở về nhà an toàn. Tuần trước, quân đội Israel tiết lộ đang điều chuyển sư đoàn tinh nhuệ số 98 từ giải Gaza đến khu vực biên giới phía bắc của đất nước. Khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền bắc Israel, Thiếu tướng Godin nhấn mạnh các hoạt động quân sự ở Lebanon đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant hôm 24 tháng 9 cũng ám chỉ đến khả năng tiến công trên bộ vào Lebanon. Ông Gallant nói với các binh sĩ, các bạn cần hiểu rằng có thể đến lúc chúng tôi ra lệnh và hệ thống sẽ phải tiến lên, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hezbollah tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Tel Aviv, Israel vào sáng ngày 25 tháng 9. Đây là lần đầu tiên nhóm này thực hiện một cuộc tấn công như vậy trong cuộc chiến kéo dài gần một năm với Israel. Theo tờ The Guardian, Hezbollah cho biết họ đã phóng tên lửa từ Lebanon nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel ngay bên ngoài Tel Aviv. Trong một tuyên bố, Hezbollah nêu rõ lực lượng kháng chiến Hồi giáo đã phóng tên lửa đạn đạo qua đơn 1 vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 nhằm vào trụ sở Mossad ở ngoại ô Tel Aviv. Đây là lần tấn công xa nhất của Hezbollah cho đến nay và động thái trả thù trực tiếp cho các cuộc tấn công vào máy nhắn tin, bộ đàm hồi tuần trước. Hezbollah cáo buộc Mossad đã thực hiện các vụ ám sát lãnh đạo của Hezbollah và kích nổ các máy nhắn tin bộ đàm quân đội israel nói rằng đây là lần đầu tiên một tên lửa do hezbollah phóng đã bay đến khu vực tel aviv trước khi bị hệ thống phòng thủ trên không đánh chặn không có báo cáo về thương vong từ vụ tấn công người phát ngôn quốc tế của lực lượng phòng vệ israel gọi tắt là idf trung tán nadab sosani cho biết hezbollah tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào trụ sở mossad nhưng ông cho biết tên lửa đã nhắm vào một khu vực khác của thành phố ông nói trụ sở mossad không nằm ở khu vực đó nó nằm về phía đông và phía bắc của khu vực đó tên lửa của họ đã kích hoạt cảnh báo ở netanya và tel aviv dọc theo bờ biển ông sosani cáo buộc hebola chắc chắn đang cố gắng leo thang tình hình nhưng nhấn mạnh rằng israel coi mọi cuộc tấn công nhằm vào công dân của mình là mối đe dọa ngang nhau dù ở haifa hay tel aviv ông tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào israel đều là điều chúng tôi không chấp nhận và chúng tôi có kế hoạch hành động để tự vệ và loại bỏ mối đe dọa theo ông Sosani, các cuộc tấn công của Israel trong những tuần gần đây đã phá hủy một phần đáng kể kho vũ khí của Hezbollah và chuỗi chỉ huy. Vì vậy, mặc dù nhóm này đang cố gắng gia tăng số lượng và tầm bắn của các cuộc tấn công vào Israel, nhưng khả năng của họ đã bị suy giảm. Israel ước tính rằng Hezbollah có 150.000 tên lửa khi chiến tranh bắt đầu, nhưng ông Sosani từ chối tiết lộ số lượng tên lửa đã bị phá hủy. Tên lửa đạn đạo là các tên lửa dẫn đường tầm xa, bay với tốc độ siêu vượt âm và rất khó đánh chặn. Hezbollah dùng loại vũ khí này tấn công gần thành phố lớn thứ hai của Israel, cho thấy bước leo thang đáng kể trong cuộc xung đột. Theo kênh Al Jazeera, động thái của Hezbollah gửi đi một thông điệp của Hezbollah không giảm leo thang, không ngoại giao, chỉ có Hezbollah và quân đội Israel tấn công lẫn nhau trước mắt hezbollah mới chỉ phóng một tên lửa vì vậy rất có khả năng đây là một thông điệp từ hezbollah rằng họ vẫn có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo quân đội israel tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa đã đánh chặn tên lửa này nỗi lo của phía israel là hệ thống phòng thủ tên lửa có thể bị quá tải họ phải bắn một tên lửa để bắn hạ một tên lửa từ đối phương vì vậy nếu số lượng tên lửa được phóng nhiều hơn khả năng xử lý hệ thống phòng thủ một số tên lửa đó sẽ rơi xuống tel aviv Israel đã áp đặt các lệnh cấm chặt chẽ hơn, bao gồm việc đóng cửa trường học ở các khu vực phía Bắc, bao gồm thành phố Haifa. Ông Sosani cho biết hiện có hơn một triệu người Israel đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh này. Mặc dù ước tính ban đầu có thể lên tới 1,3 triệu người, nhưng nhiều người đã di chuyển về phía Nam để ở với bạn bè và gia đình.